Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ, bước sang ngày mới, công việc tốt lành, vạn sự hạnh thông, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây, mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ Bảy ngày 26 tháng 12 năm 2020 và theo âm lịch hôm nay là ngày 13 tháng 11 năm canh tí. Ngày này là ngày quý mão tháng mậu tí năm canh tí và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ nhâm tí từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc tư mệnh, giờ giáp dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thanh Long, giờ Ất Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Minh Đường, giờ Mậu Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Kỵ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Bạo Quang, giờ Tân Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Quý Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Câu Trận giờ bính thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc thiên hình, giờ đinh tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc chu tước, giờ canh thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc bạch hổ, giờ nhâm tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thiên lao, giờ đinh hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc nguyên vũ. Vài ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, kim bạch kim, ngày quý mão, can sinh chi, nghĩa là thủy sinh cho mộc, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, kim bạch kim, kỵ tuổi, đinh dậu, tân dậu, ngày thuộc hành kim, khác với hành mộc, đặc biệt là tuổi, kỵ hợi, nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày mão, lục hợp với tuất, tam hợp với mùi và hợi, thành mộc cục, xung với dậu, hình tí, hại thìn, phá ngọ và tuyệt thân vài tuổi xung khác trong ngày, tuổi tân dậu, đinh dậu, đinh mão, tuổi xung trong tháng, tuổi bính ngọ, giáp ngọ. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao thiên quý, tốt mọi việc, sao thiên thành, tốt mọi việc, sao tuế hợp, tốt mọi việc, sao hoạt điệu, tốt nhưng gặp thủ tử thì xấu, sao dân nhật, thời đức, tốt mọi việc, sao ngọc đường hoàng đạo, tốt mọi việc. Và ngày hôm nay là ngày trực tinh, đại cát, tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao, kim thần, thất sát. Sao xấu trong ngày gồm có sao thiên cương, hay còn gọi là sao diệt môn, xấu mọi việc, sao thi lại, xấu mọi việc, sao tiểu hao, xấu về giao dịch, mua bán, cầu tài lộc, sao thủ tử, xấu mọi việc, trừ săn bắt là tốt, sao địa tặc, xấu đối với khởi tạo, an táng, khởi công, động thổ, xuất hành, sao lục bất hành, xấu đối với xây dựng, sao trùng tang, kỷ khứ hội, an táng, khởi công, động thổ, xây dựng về nhà cửa, sao trùng phục, kỵ giá thú, an táng, và ngày hôm nay là ngày nguyệt hình, xấu mọi việc. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng đông nam, tài thần, hướng tây bắc. Và sau đây, Mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ bảy ngày 26 tháng 12 năm 2020 mời các bạn cùng theo dõi đầu tiên mời các bạn đón xem tử vi tuổi tý thứ bảy ngày 26 tháng 12 năm 2020 xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi tý cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tý đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sông, Tý ngọ mạo dậu, cho nên bạn tuổi Tý đang có điểm báo con đường tình cảm của bạn không được tốt đẹp, đường tình duyên của bạn tuổi Tý chắc trở nhiều, bạn mệnh cảm thấy buồn bã khi người mình yêu cũng không hiểu được mình, và với bạn tuổi Tý bạn cảm thấy cô đơn trong chính cuộc tình của mình có những nỗi đau chẳng thể nào chia sẻ cùng với ai bởi bạn e ngại sẽ bị người khác đánh giá và cho rằng mình đang mù quáng hay chạy theo thứ tình cảm chẳng có tương lai, chẳng có ngày mai. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Tý, bạn lại đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh xoa dịu đi nỗi buồn trong tình cảm của bạn ngày hôm nay. Thay vì ở bên những người mình yêu và bạn tuổi tí, bạn chấp nhận dành thời gian rảnh rỗi của mình để nghỉ ngơi, để kiếm tiền. Cái nghề tay trái của bạn tuổi tí kiếm được bọn tiền nữa luôn. Và ngày này đối với bạn tuổi tí, xuất hành đi xa thì có người giúp đỡ, đầu tư, ký kết hợp đồng, đều lợi thế hơn người. Và với bạn tuổi tí, bạn đừng quên xuất hành theo những hướng tốt, như là hỷ thần hướng đông nam và tài thần hướng tây bắc để tăng thêm vận may cho mình. Về tử vi tuổi giáp tý thuộc kim tài lộc dồi dào kiếm tiền đầy tay tử vi tuổi bính tý thuộc thủy mù quáng theo đuổi những thứ vô hình tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa tình cảm không có nhiều cơ hội tử vi tuổi canh tý thuộc thổ nên biết cách tận dụng thời gian để kiếm tiền tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc đừng cho rằng cơ hội luôn có ở bất cứ lúc nào. Với đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Từ vi tuổi Sửu, thứ bảy ngày 26 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bà tuổi Sửu cho chúng ta thấy là với bà tuổi Sửu trong ngày này đang gặp được ngày của Tỷ Kim chống lưng cho nên bà tuổi Sửu sẵn sàng đưa ra những quyết định nhanh chóng, nhờ thế mà bạn nắm bắt được những cơ hội kiếm tiền hiếm có với mình. Và với bà tuổi Sửu, bạn biết cách để cân bằng giữa cơ hội và thách thức thành công và mạo hiểm. Tuy nhiên, trong ngày thứ bảy này, đối với bà tuổi Sửu, có vẻ bạn lại chưa cân bằng được giữa công việc và tình cảm. Việc kiếm tiền sẽ khiến cho đối phương cảm thấy khó chịu vì bạn không dành thời gian cho gia đình, cho tình yêu dù hôm nay là ngày thứ bảy với bạn. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Sửu, bạn cũng đang gặp ngày có mộc thổ bất dung, những mâu thuẫn càng ngày càng liêu thang gay gắt hơn. Bạn mệnh tuổi xỉu có thể vì thế mà đánh mất đi hạnh phúc trong tầm tay, dù bạn đã cố gắng để níu kéo đối phương nhưng dường như người ấy đã đưa ra lựa chọn cho mình rồi. Và may mắn là trong ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi xỉu ngày này với bạn lại rất tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, mở kho, xuất dài, xuất hành, giao dịch hay là mua bán ký kết hợp đồng và bạn đừng quên nên xuất hành theo những hướng tốt để tăng thêm vận may cho mình. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc Kim, tình cảm nhạt phai theo năm tháng, tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc Thủy, chẳng có điều gì là chắc chắn theo thời gian, tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc Hỏa, quyết đoán hành động kiếm tiền về tay. Từ vi tuổi tân Sửu thuộc thổ, tài lộc được khởi vượng, dễ dàng nắm bắt được cơ hội. Từ vi tuổi quý Sửu thuộc mộc, cần làm gì đó ngay trước khi quá muộn. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu vàng, quý nhóc phù trợ, tuổi tốt, tuổi mão, tuổi hợi. Từ vi tuổi dần thứ bảy ngày 26 tháng 12 năm 2020 Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi dần, chua chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi dần trong ngày này đang có được báo hiệu bạn trải qua một ngày khá chi là thoải mái, may mắn, tận hưởng một ngày ngọt ngào bên người mình yêu thương. Bạn có thể chẳng để ý tới thời gian, nhưng đúng là thời gian bên người mình yêu trôi qua rất chi là nhanh. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi dần, bạn cũng đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành dần mạo tương hội cho nên đối với những bạn đang còn độc thân thì hôm nay nên ra ngoài đi dạo chơi cùng với những người bạn cùng chung sở thích biết đâu bạn có thể gặp được người tâm đầu ý hợp với mình để phát triển mối quan hệ sâu sắc hơn nữa và với bạn tuổi dần bạn cũng đừng có ngần ngại tìm hiểu đối phương bởi bạn cũng đâu có biết hết được con người của đối phương chỉ nhờ vào đọc profile của họ tình cảm cần phải có sự rung động của trái tim, cần có cảm xúc, nhưng vẫn cần phải có lý trí nữa. Cùng với đó, trong ngày này đối với bạn tuổi dần, bạn cũng đang gặp được ngày có nhiều tin báo tốt lành, niềm vui đến, gặp gỡ trao đổi công việc được thuận lợi, không cần phải lo lắng, số có lộc khổ thiêu chân. Vài tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy, tình cảm phát triển nhanh chóng như vũ bão. Tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa, cứ tin tưởng và yêu thương như bạn muốn. Tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ, chớ nên đặt ra quá nhiều tiêu chuẩn cho mình. Tử vi tuổi canh dần thuộc mộc, đừng khắt khe với hạnh phúc. Tử vi tuổi nhâm dần thuộc kim, hãy cảm nhận niềm vui trong ngày hôm nay cùng gia đình, bạn bè và đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 3 số 5 giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ màu sắc cát tường màu điên màu vàng quý nhân phù trợ tuổi mùi tuổi tuất tuổi hợi Từ vi tuổi Mão thứ bảy ngày 26 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Mão, chua chúng ta thấy là với bạn tuổi Mão đang gặp ngày có ngũ hành Mão Mão tự hình, cho nên trong ngày hôm nay vận điên điêu bám, bạn tuổi Mão đang gặp họa tiểu nhân. Bạn mệnh có thể vì thế mà bị đối phương hiểu lầm, nghi ngờ dù bản thân bạn chẳng làm gì sai trái Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Mão, bạn cũng đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh, cho thấy kẻ tiểu nhân đang đơm đặt bêu xấu bạn. Và với bạn tuổi Mão, càng cố gắng để thanh minh thì người ấy càng nghĩ rằng bạn đang cố gắng lấp lín tình cảm đôi bên vì thế mà dạn nứt. Và với bạn tuổi Mão trong ngày này cũng đang gặp ngày có mộc khí vượng, cái điều này cho thấy với bạn tuổi mạo đang có dấu hiệu cảnh báo về vấn đề sức khỏe của bản thân mình. Bạn tuổi mạo nên chú ý tới chế độ sinh hoạt, làm việc của mình, bỏ những thói quen xấu, nhất là rượu bia, thuốc lá và bạn có thể gặp vấn đề về gan, thận nữa. Về từ vi tuổi ất mão thuộc thủy, tiểu nhân làm cho cuộc sống của bạn đảo lộn, gặp khó khăn. Từ vi tuổi đinh mão thuộc hỏa, sức khỏe giảm sút, dễ cảm thấy mệt mỏi, tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc thổ, cần trọng kẹo nhìn người lầm, tin lầm người, tử vi tuổi Tân Mão thuộc mộc, cần có sự chuẩn bị tốt hơn cho tương lai, tử vi tuổi Quý Mão thuộc kim, nên cố gắng để giữ hạnh phúc gia đình. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao con số may mắn số 3, số 6 giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu điền, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi hợi, tuổi mùi. Từ vi tuổi thìn, thứ bảy, ngày 26 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bà tuổi thìn, chua chúng ta thấy là với bà tuổi thìn trong ngày này đang gặp ngày thìn mạo tương hại. Cho nên, bà tuổi thìn có thể sẽ cảm thấy nhớ nhung những chuyện trong quá khứ, điều đó dễ ảnh hưởng tới tình cảm hiện tại giữa bạn và người ấy, gây ra những hiểu lầm không đáng có. Và với bà tuổi thìn, bạn cần phải học cách buông bỏ triệt để chúng ta có xu hướng quên đi những gì xấu xa, tệ hại mà chỉ nhớ về những gì tốt đẹp nhất. Vì thế mà, bạn thủy thìn nhung nhớ người yêu cũ dù người ấy đã gây nhiều tổn thương cho bạn. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi thìn, bạn cũng đang gặp ngày có kiếp tài chữ mệnh. Cái điều này ảnh hưởng tới khả năng phán đoán của bạn mệnh, khiến cho bạn tuổi thìn đánh mất nhiều cơ hội về tài lộc trong ngày hôm nay cái việc làm ăn kinh doanh buôn bán của bạn tuổi thìn trong ngày hôm nay càng ngày càng xa suốt. Vài tử vi tuổi giáp thìn thuộc hỏa tài lộc dần tan biến khỏi tay mình. Từ vi tuổi bính thìn thuộc thổ tình cảm thiếu sự kiểm soát gây ra hậu quả. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc đừng tưởng rằng bí mật có thể giấu kín được mãi mãi. Từ vi tuổi canh thìn thuộc kim tiền bạc mất mát chẳng giữ được cho mình. Từ vi tuổi nhâm thìn, thuộc thủy, thiếu sự tin tưởng và tháo hiểu. và đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi giàu, tuổi thân. tử vi tuổi Tỵ thứ bảy ngày 26 tháng 12 năm 2020 xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Tỵ chua chúng ta thấy là với bạn tuổi Tỵ trong ngày này đang có được báo hiệu dễ nhận được tin vui về đường tình duyên trong ngày hôm nay và ngày này đối với bạn tuổi Tỵ đang gặp được ngày có mộc dưỡng cho họ cho nên người ấy dành cho bạn nhiều tình cảm tốt đẹp tiếng yêu chỉ còn thiếu chút nữa thôi là được nói thành lời bản mệnh tuổi tỵ trong ngày thứ bảy này có thể nắm thế chủ động trong chuyện tình cảm nếu như người ấy còn ngần ngại thì bạn hãy bật đèn xanh hoặc là à, chính bạn hãy là đứng lên thêm một bước nữa tiến về phía trước đối với các cặp đôi thì có thêm nhiều kỷ niệm bên nhau bạn hiểu được ý nghĩa của hạnh phúc khi mà có người ở bên chia sẻ với mình niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống có thể chẳng bao lâu nữa hai người sẽ về chung một nhà. Về tử vi tuổi ất tỵ thuộc hỏa tình duyên vượng sắc sẽ tìm thấy một nửa cho mình. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ nên nhanh chóng đưa ra quyết định. Tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc đừng chần chừ để bày tỏ tình cảm của mình. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim có nhiều mơ ước về những ngày tháng ở phía trước, từ vi tuổi quý tỵ thuộc thủy, những phút yêu thương để lại nhiều kỷ niệm. Và đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi giàu tuổi Sửu, tuổi Thân. Và các bạn đang xem video, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Ngọ, thứ bảy, ngày 26 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là với bà tuổi ngọ trong ngày này đang có điểm báo có những vết rạn nứt trong chuyện tình cảm gia đình. Và với bà tuổi ngọ bạn đang gặp ngày mạo ngọ tương phá, gia đạo có sự bất an, các thành viên trong gia đình không ngừng chỉ trích lẫn nhau. Bạn mệnh tuổi ngọ trong ngày hôm nay dễ để mình bị cuốn trôi theo cảm xúc, bực tức, nóng giận, dẫn đến những hành động thiếu kiểm soát khiến cho cục diện của bạn ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Thay vì ngày này với bạn tuổi ngọ vui vẻ bên nhau thì chẳng ai muốn nói chuyện với nhau cả. Còn đối với những bạn đang còn độc thân thì mệt mỏi với cuộc chín tìm kiếm người yêu, bạn chán ngán với việc nghe những lời thúc giục từ gia đình, người thân, bạn bè, nhưng không làm cách nào để có thể tìm được người mình muốn gắn bó cả cuộc đời về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim gia đạo kiếm an in mau thuận nại sinh tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy mệt mỏi vì không được chia sẻ và cảm thông tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa có nhiều vấn đề tồn tại từ trước đó tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ nên cố gắng mở lòng mình để đón nhận yêu thương tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc nhân duyên khó cưỡng cầu không cần phải làm khó bản thân và đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 5 số 9 giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ màu sắc cát tường màu cam màu hồng quý nhân phù trợ tuổi tốt tuổi mão tuổi dần tử vi tuổi mùi thứ bảy ngày 26 tháng 12 năm 2020 xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi mùi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi mùi trong ngày này nên tìm cách để xoa so dịu những mâu thuẫn trong mối quan hệ vợ chồng ngày này với bạn tuổi mùi đang gặp ngày có cục diện ngộ hành tương xung cái điều này khiến cho đôi bên thiếu đi sự bình tĩnh và nói ra những lời làm tổn thương tới nhau, không có cách nào để lấy lại được lời để nói. Và với bạn tuổi mùi, bạn biết mình cần phải làm gì đối với việc kiếm tiền nhưng lại mù mờ trong chuyện tình cảm. Bạn có thể sẽ bỏ mặc những vấn đề đang còn tồn tại để tiến đến giải quyết những vấn đề bạn cho là cấp thiết như là kiếm tiền bên cạnh đó trong cái vận trình ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi mùi bạn lại đang gặp được ngày có thiên tài giúp sức cho nên bạn tuổi mùi bạn kiếm tiền khá dễ dàng cơ hội liên tiếp kéo đến cũng vì có nhiều cơ hội như vậy cho nên bạn mệnh tuổi mùi không muốn vì những cảm xúc nhất thời mà để lợi mất thời cơ kiếm tiền bạc tuột khỏi tay mình trong ngày này với bạn tuổi mùi cũng đang có được báo hiệu xuất hành thì được thuận lợi buôn bán có lời, được quý nhân giúp đỡ, tài lộc rất chi là tăng tiến và với ba tuổi mùi cũng đừng quên xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần hướng đông nam và tài thần hướng tây bắc để tăng thêm vận may cho mình. Vài tử vi tuổi ất mùi thuộc kim kiếm tiền dễ dàng hơn là giữ gìn hạnh phúc. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy có nhiều mâu thuẫn với người thân, gia đình. Tử vi tuổi kỷ mùi thuộc họ cảm thấy bất mãn với những điều vốn dĩ là như thế. Tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ cần phải bình tĩnh để không mắc sai lầm. Tử vi tuổi quý mùi thuộc mộc dành thời gian để kiếm tiền trong ngày thứ bảy này. Vài đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ bảy sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 8, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. Tử vi tuổi thân thứ bảy ngày 26 tháng 12 năm 2020 xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi thân cho chúng ta thấy là với bạn tuổi thân đang gặp ngày có cục diện ngũ hành bất dung cho nên bạn tuổi thân dễ bị mâu thuẫn trong các mối quan hệ tình cảm và bạn tuổi thân bạn chưa thực sự xác định được trái tim của mình thuộc về ai nhưng đối phương thì luôn thúc giục muốn xác nhận mối quan hệ hiện tại ngày này đối với bạn tuổi thân bạn mệnh cần phải tìm cách để trì hoãn, cố gắng giải thích cho đối phương hiểu, vội vàng quá mức chỉ khiến cho bạn dễ mắc sai lầm mà thôi. Cái điều này ảnh hưởng tới hạnh phúc lâu dài về sau này. Và trong ngày này, đối với bạn tuổi thân, nếu như những bạn đã lập gia đình rồi, thì nên dành thêm thời gian cho nửa kia của mình. Nếu như bạn quá bận rộn với công việc, thì hãy cố gắng sắp xếp thời gian có ít nhất vài giờ trong ngày này dành riêng cho người ấy để người ấy cảm thấy mình vẫn còn quan trọng trong trái tim của bạn Vài tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy tình cảm có thể bị nhầm lẫn trong phút chốc. Tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa đừng để cho mình đưa ra những quyết định sai lầm. Tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ bạn có nhiều việc cần phải có thời gian để hoàn thành. Tử vi tuổi canh thân thuộc mộc đừng sợ nói lời từ chối vậy còn tốt hơn là chịu đau khổ về sau này. Tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim nên thể hiện tình cảm của mình nhiều hơn và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 2 số 6 giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát tường màu trắng màu vàng quý nhân phù trợ tuổi tý tuổi thìn tuổi dậu Từ v tuổi Dậu, thứ bảy, ngày 26 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Dậu, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Dậu trong ngày này đang gặp ngày của cục diện ngũ hành tứ hình sung, tí ngọ mạo dậu, cho nên với bạn tuổi Dậu đang có điểm báo sẽ mắc phải sai lầm khi không chịu nhìn kỹ lại tình cảm của mình trước khi gật đầu chấp thuận lời tọa tình của đối phương. Và với bạn tuổi Dậu, bạn sẽ thấy hối hận ngay sau đó khi thấy cả hai chẳng hợp gì nhau. Và với bạn tuổi Dậu, bạn cảm thấy mệt mỏi với việc tìm kiếm tình yêu nếu có thể sẽ bỏ qua những bước vốn dĩ bắt buộc phải có khi quyết định bước chân vào mối quan hệ mới khiến cho đôi bên cùng chịu tổn thương. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Dậu, may mắn là bạn lại đang gặp được ngày của thực thần nhập mệnh cho nên con đường tài lộc của bạn tuổi dậu trong ngày hôm nay rất chi là vượng sắc kiếm tiền không phải là chuyện gì quá khó khăn với bạn việc kinh doanh buôn bán của bạn tuổi dậu càng ngày càng thuận lợi hơn bạn mệnh sẽ cố gắng tập trung làm việc hơn nữa với bạn tuổi dậu trong ngày này bạn có được nhiều cơ hội để cải thiện tình hình tài chính của bản thân số gặp được quý nhân công việc thuận lợi cầu tài hay là xuất hành đi xa cũng rất tốt với bạn tuổi Dậu trong ngày hôm nay. Về từ vi tuổi Ất Dậu, thuộc thủy, tình cảm tiến triển nhanh, vượt quá mức tưởng tượng, từ vi tuổi Đinh Dậu, thuộc hỏa, tiền bạc ùn ùn kéo về nhà, may mắn ngập tràn, từ vi tuổi Kỷ Dậu, thuộc thổ, bạn có thể cần phải dừng lại một chút để tĩnh tâm, từ vi tuổi Tân Dậu, thuộc mộc, đừng bi con khi có được những điều tốt đẹp quá dễ dàng. Tử vi tuổi quý dậu thuộc kim, tin vui liên tiếp báo về trong ngày. Và đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 7, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ tuổi Sửu, tuổi Thìn. Từ vi tuổi Tuất thứ bảy ngày 26 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Tuất, chua chúng ta thấy là với bạn tuổi Tuất trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành Dậu Tuất nhị hợp. Cho nên, với bạn tuổi Tuất, đây là dấu hiệu cho thấy con đường tình duyên của bạn đang tiến triển rất chi là tốt đẹp và bạn tuổi Tuất nhanh chóng rơi vào lưới tình khi mà đối phương thực sự quá hoàn hảo với bạn. Tuy vậy, với Tốt, bạn tuổi Tuất, bạn mệnh cũng đừng trao trái tim của mình quá nhanh mà hãy dành thêm thời gian để tìm hiểu về đối phương. Có thể bạn sẽ nhầm lẫn nếu tăng tốc hoặc là khiến cho đối phương cảm thấy lo ngại. Cái vận trình ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Tuất, bạn cũng đang gặp ngày có kiếp tài chứa mệnh cảnh báo về nguy cơ mất tiền, hao của nếu như bạn tự tuất sơ sẩy trong ngày hôm nay, nhất là khi bạn mệnh đang đắm chìm trong ngọn lửa tình yêu và không quan tâm tới những thứ xung quanh, bạn rất dễ bị kẻ tiểu nhân lợi dụng mà lừa gạt về tiền bạc nữa. Về từ vi tuổi giáp tuất thuộc hỏa nên cẩn trọng trước khi đưa ra quyết định. Từ vi tuổi bính tuất thuộc thổ nhân duyên khởi vượng tình cảm chín mồi. Từ vi tuổi mậu tuất thuộc mộc, mất tiền hao của do tin người thái quá, tử vi tuổi canh tuất thuộc kim, cẩn thận kẹo bị lừa gạt về tiền bạc, tử vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy, say đắm trong miên ngọt ngào của tình yêu. Và đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu trắng màu nâu quý nhân phù trợ tuổi thân tuổi dần tuổi ngọ Từ vi tuổi hợi thứ bảy ngày 26 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi hợi, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi hợi, cần phải chuẩn bị tinh thần để đón tình yêu tới khi ngày này với bạn tuổi hợi đang gặp được ngày hợi mạo bán hợp con đường tình duyên của bạn được rộng mở đào hoa phơi phới bản mệnh dễ dàng tìm được người phù hợp với mình với bạn tuổi hợi đang có những chuyến đi có thể sẽ mang về nhiều cơ hội để gặp gỡ người khác phái và bạn mệnh tuổi hợi có được cơ hội tốt để thu hút ánh nhìn của đối phương thì đừng có bỏ bộ lỡ biết đâu chân mệnh thiên tử của bạn đang ở đó thì sao và ngày này đối với những bạn đã có gia đình rồi thời điểm này các bạn khá chi là bận rộn với công việc chuẩn bị sắm tết cho cả gia đình nhưng điều đó chẳng hề gì bởi tình yêu giúp cho bạn hoàn thành mọi công việc mà chẳng hề cảm thấy mệt mỏi Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi hợi, bạn đang có được thiên phúc hay giúp đỡ người khác lấy đón làm niềm vui, có được nhiều phúc lộc, gia đạo được an in. Và với bạn tuổi hợi trong ngày này, xuất hành đi xa cũng rất tốt, được quý nhân giúp đỡ. Và bạn đừng quên xuất hành theo những hướng tốt như là hị thần, hướng đông nam và tài thần, hướng tây bắc để thăng thêm vận may cho mình. Về tử vi tuổi ất hợi thuộc hỏa, tình cảm thăng hoa rực rỡ theo năm tháng. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ có được nhiều cơ hội để đón nhận tình yêu. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc hãy thể hiện mình đúng như bản thân vốn có. Tử vi tuổi tân hợi thuộc kim đừng lo lắng về những điều chưa xảy ra. Tử vi tuổi quý hợi thuộc thủy thoải mái tận hưởng cuộc sống. Vậy đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng tích like comment đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày xin chào và hẹn gặp lại